Tử vi tuổi Đinh Mão 1987 tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ đều không được yên. Chúng vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung của những gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy Tâm Linh Việt để biết được ngay trong video của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng 4 âm lịch, chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan của tuổi Đinh Mão. Những gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, mệnh lộ trung hỏa, là người sống phóng khoáng, độ lượng, khoan dung, hiền hậu với mọi người. Họ thông minh, linh hoạt, làm việc nghiêm túc, có tổ chức lãnh đạo. Họ có tư duy sáng tạo, có cái nhìn độc đáo, biết dùng người tài. Tuy nhiên, họ mang trong mình lý tưởng cao xa, tham vọng to lớn, lại luôn thích làm người chỉ huy, nên tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 khiến người khác có ấn tượng khá kiêu căng, tự đại. Ngoài ra, theo kênh Phong thủy Gia Cát, họ còn thích sử dụng ảnh hưởng của mình đối với số đông, dùng cách khơi gợi sự cổ vũ để giúp bản thân đạt được mục tiêu, nên có thể khiến cho những người xung quanh cảm thấy áp lực nặng nề. Khi làm việc, họ tỏ rõ mình là một người lý trí và bình tĩnh, tự rèn luyện cho mình khả năng học hỏi và ghi nhớ từng kinh nghiệm của người đi trước. Rất nhanh nhạy, nắm bắt thời cơ, không có suy nghĩ lười biếng hay đi đường tắt. Trong chuyện tình cảm, khi gặp chuyện không vui, họ thường xả ngay với người yêu, thậm chí có khi không khống chế được bản thân mà có những lời nói gây tổn thương, đau khổ cho đối phương. Vì thế, khi thấy buồn bã, tuổi Đinh Mão hãy cố gắng suy nghĩ lý trí, đừng để người yêu trở thành sò sát chứa mọi nỗi niềm của mình, nhất là những khi đi xa, đi du lịch cùng nhau. Tử vi tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021 dự đoán rằng vận trình tháng này của tuổi Đinh Mão rất khởi sắc, đặc biệt trên phương diện sự nghiệp, những cố gắng của bạn đều được đền đáp xứng đáng. Quý gia chủ được cấp trên công nhận và được lương thưởng xứng đáng. Tuy nhiên, công việc bận rộn khiến bản mệnh luôn mệt mỏi. Quý gia chủ nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe của bản thân và quan tâm đến những thành viên trong gia đình. Quý âm thủy gặp Mão âm mộc là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Mão nếu có cơ hội thì nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi, xui xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc, thêm phần hành thông, rộng mở, người tuổi Đinh Mão cần mang bên mình các khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế để hộ thân nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, còn sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia
gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Đinh Mão trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Với những người tuổi Đinh Mão đang đi làm thì sự mệt mỏi, chán trường sẽ làm giảm sút hiệu quả công việc. Mọi sự đóng góp của bản mệnh không được cấp trên công nhận. Sự cố gắng của bản mệnh như dã tràng xe cát. Tuy nhiên bản mệnh đừng lấy đó làm lý do để lười biếng, chảnh mạng, hình thành thói quen không tốt cho bản thân. Nếu bản mệnh muốn nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại. Đây chưa phải là thời cơ tốt, bản mệnh sẽ lại bắt đầu mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng, nỗ lực của bản mệnh cho đến thời điểm hiện tại. Đừng vì chút nóng giận mà dẫn đến quyết định sai lầm. Bản mệnh cần bình tĩnh, suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải. Bởi có những chuyện, dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra. Chỉ có cách để giải quyết tốt nhất, chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Để con đường công danh, sự nghiệp rộng mở, phát triển mạnh mẽ, tạo bước ngoặt lớn thay đổi cuộc đời của những gia chủ tuổi Đinh Mão, thì quý gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo nếu mang bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ hai, về mặt tài lộc. Người tuổi Đinh Mão trong tháng 4 âm lịch nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, cộng thêm công nghiệp kém suôn sẻ sẽ khiến bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Quý gia chủ cần biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi Đinh Mão lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình. Bản mệnh chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bản mệnh nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động. Chớ nên tham công, tiếc việc quá mức. Bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù cố gắng đến hết mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Để mọi việc hanh thông, hóa giải vận may, không được may mắn và đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ bà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tháng này, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình của tuổi Đinh Mão không được tốt. Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng không được tốt đẹp. Nam mệnh đừng mất nhiều thời gian vào chuyện yêu đương mà hãy dành thời gian và tinh thần cho công việc, thành quả thu được cũng sẽ tốt hơn nhiều. Đừng cố chấp mà hãy bắt đầu một cuộc tình mới khi bản thân còn chưa sẵn sàng. Còn với nữ mệnh tuổi Đinh Mão, quý gia chủ là một người nhạy cảm trong chuyện tình yêu, luôn là người chịu nhiều thiệt thòi. Trong tháng này, tình cảm của hai người sẽ tốt đẹp và êm đềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tử vi tháng này khuyên quý gia chủ không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực và suy đoán. Điều đó sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang về mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vân, hợi, mão, mùi. Vật phẩm là trang sức đeo tay, giúp chiếu cát lành, chiếu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiếu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng 4 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Đinh Mão khá ổn định. Người tuổi Đinh Mão có chút phiền muộn do không có sự đồng tình, ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước nên khiến bản thân lo lắng chi tiêu. Nhưng gia chủ tuổi Đinh Mão không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe của bản thân. Quý gia chủ nên sống khoa học, quy củ.
Việc cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp quý gia chủ không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Đinh Mão cần mang bên mình vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết về phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 4 âm lịch để quý gia chủ tuổi Đinh Mão có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, tức ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nhạc âm là Trường Lưu Thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sử và dậu thành kim cục. Xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng, bạn mệnh cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 2 tháng 4, tức ngày 13 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, tân dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 4, tức ngày 25 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, quý dậu. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 4, tức ngày 6 tháng 6 dương lịch, nạp giáp, ất dậu. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch 3 tháng 4, tức ngày 14 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, mậu tuất, nạp âm, bình địa mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 3, tức ngày 2 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, canh tuất, nạp âm, thoa xuyến kim. Quý vị thân mến, trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ tiến trình tử vi của tuổi Đinh Mão trong tháng 4 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt, phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi của 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chương trình. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.